Chị Nhã Hân, chị giúp em chuyện này với. Có chuyện gì vậy em? Em có chuyện này muốn hỏi ý kiến chị. Chị hay mình qua bên kia nói chuyện chút đi. Ừ. Cho tôi gặp đại diện của công ty ADL. Dạ, vui lòng cho em một chút à. Khỏi. Ơ, anh ơi, anh ơi. Anh, không có được vô đây anh ơi. Cô để tôi anh vô. Anh có hẹn trước chưa? Xin lỗi anh không có được vô đây ạ. Chị ơi, ông khách hàng kiếm chị kia. Dạ, chào anh. Tôi có thể giúp gì cho anh? Công ty cô làm ăn kiểu gì vậy? Hàng tôi gửi máy bay. Theo lịch trình thì lẽ ra sáng nay cô phải giao hàng cho công ty chúng tôi. Vậy mà vừa rồi nhân viên của cô báo lại á là hàng vẫn còn ở bên Singapore là sao chứ? Xin lỗi, anh ở công ty nào ạ? Bộ cô có nhiều khách hàng lắm sao? Không có thời gian theo dõi lịch trình à? Hàng tôi là hàng gấp, cước phí gấp mấy lần. Công ty của cô mà làm ăn như vậy là chết tôi rồi. Anh Hiển bên công ty sửa chữa tàu biển phải không ạ? Dạ, mời anh ngồi. Em, đi lấy nước. Dạ. Cô nói cho tôi nghe, chừng nào tôi mới có thiết bị đây? Cô mà làm ăn kiểu này là cô giết tôi rồi. Tôi nói cho cô biết, trong hôm nay mà không có sân bay thành phố Hồ Chí Minh thì tôi từ chối nhận hàng luôn đó. Cô làm sao thì làm. Dạ, mời anh uống nước ạ. Anh chờ một chút, để em mở máy xem thử ạ. Dạ, mời anh coi. Theo lịch bay thì tối hôm qua đã bay từ Singapore ạ. Sáng nay nhân viên bên em sẽ cố gắng làm thủ tục hải quan sớm và giao hàng cho anh trong hôm nay ạ. Cô có chắc chắn không? Bây giờ cô hứa với tôi đi, trong hôm nay là chắc chắn 100% cho tôi nghe. Dạ, em biết chuyến hàng này rất là quan trọng với anh. Em sẽ cố gắng hết sức để đưa hàng về sớm nhất có thể ạ. Tóm lại, cô phải giao hàng cho tôi ngay hôm nay. Còn không có hả, công ty cô phải chịu toàn bộ chi phí chuyển hàng qua Philippines. Dạ, em rất hiểu. Tụi em sẽ chủ động liên lạc với anh ngay khi lấy được hàng. Cô nói là phải giữ lời nghe không? Dạ, em mời anh ạ. Trời, chị Nhã Hân, công nhận chị giỏi thiệt luôn đó. Ổng là sùm như vậy, chị cũng phải kiềm chế dữ lắm á. Biết sao được, khách hàng là thượng đế mà. Em nói thiệt nha, em không làm được như chị đâu. Ông đó hả, ổng vô lý hết biết luôn vậy đó. Em nghe ổng nói hả, mà em tưởng đâu máu dồn lên tới não ổng luôn rồi đó. Chửi em xong á, còn quay sang đòi gặp trưởng phòng nữa. Người ta đang nóng ruột mà em. Dạ. À chị, điện thoại của chị nè chị. Cảm ơn em. Alo. Dạ, mẹ. Nhã Hân à con. Mẹ gọi con có chuyện gì vậy? Mẹ mới đi chợ về. Nhã Hân nè, chiều ni mẹ con nấu bún bò, hai vợ chồng con đi làm về nhớ ghé ăn nha. Dạ, để con nhắn tin cho anh Hân đã. Ừ, con nhớ nha. Về thôi mẹ cúp máy nha, để mẹ con chuẩn bị nấu nữa. Dạ, con chờ mẹ. Về nha con. Dạ, đồ ăn của hai chị ạ. Công việc kinh doanh dạo này bận quá, hợp đồng khách hàng hối liên tục à. Bà đừng có ham làm quá mà quên chăm sóc bản thân đó nghe. Bữa giờ có đi spa không đó? Có thời gian đâu mà đi. Chiều thì đón bé Na, rồi về nấu cơm. Ăn cơm xong là hết cả buổi tối luôn. Tôi mà sống cuộc sống như bà, chắc tôi chịu không nổi. À, anh David lần này chuẩn bị về Việt Nam. Tụi tôi sẽ đi Thái Lan du lịch. Đâu phải ai cũng sung sướng như bà. Lâu rồi gia đình tôi cũng không có đi đâu. Công việc lu bu quá, nghỉ được vài ngày thì lại phải về quê. Hay là đợt này hai gia đình mình đi chung đi. Chắc không được đâu. Sắp tới tôi có mấy việc quan trọng, không có giao trai được hết. Chỉ có tự mình làm khổ mình thôi à. Ai biểu bà làm cho lắm vô, cắm đầu vào mà làm, quên chăm sóc bản thân mình, coi chừng chồng chán đó nghe. Yên tâm đi, Trọng Hưng là thuộc top chung tình, đi làm về muộn kiểu gì cũng về ăn cơm với vợ hết á. Bởi vậy hai người mới hợp nhau, mà cũng nhanh giàu nữa.
giàu có gì đâu, cũng là công sức lao động của mình hết mà. Bà phải phóng khoáng với bản thân mình một chút. Mua đồ tốt cho chồng con thì bản thân mình cũng phải vậy. Nuôi con thì để chồng nuôi. Không việc gì phải làm việc đến tàn phai nhan sắc như vậy. Mà nè, sao bà không đổi kiểu tóc đi? Tôi thấy kiểu này cũng hợp với tôi mà. Cũng tiện, với lại không sợ bị đổ mồ hôi. Tôi hay đi ra ngoài gặp khách hàng mà. Ừ, đúng rồi. Kiều, có chuyện gì vậy? Dạ, em chào chị. Em chào chị. Em chào chị. Dạ, thưa chị là nè, tụi em đang hoàn thành hồ sơ vận chuyển lô hàng dự án của công ty mình. Thì khách hàng họ so sánh giá công ty mình với một công ty khác, nên bọn em quyết định gửi cho họ bản giá chi tiết và lịch tàu luôn. Thì công ty mình tuy là đưa ra chi phí cao hơn, nhưng thời gian vận chuyển của công ty mình nhanh hơn, nhưng mà đảm bảo không phát sinh chi phí container đó chị. Khách hàng nào vậy? Dạ, thưa chị là công ty Việt Linh đó chị. Xong chưa em? Dạ, gửi mail nữa là xong rồi chị. Dạ. Mọi người chuẩn bị họp nha. Dạ. 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 Lẹ đi. Đi đi, nhanh nha. Anh, làm nước chấm giúp em đi. Thôi thôi, để đó mẹ làm cho. Hân, sao con lại sái chồng vậy? Thôi không sao đâu mẹ, con làm được rồi. Cứ để rửa, con ngồi đi, để mẹ làm cho hí. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ, mẹ thương ảnh hơn con rồi đó nha. Nó đi làm cả ngày mệt lắm rồi. Làm giám đốc cực lắm đó con biết không? Con cũng đi làm cả ngày mà. Con không phải là giám đốc, nhưng cũng là trưởng phòng kinh doanh. Bộ công việc không nhiều hay sao? Rửa sao? Ủa? Đã có quyết định chính thức rồi hả? Dạ, sáng nay em mới họp. Đã có quyết định chính thức rồi anh. Vậy là hôm nay mẹ nấu bún bò đúng vào dịp để chúc mừng con rồi. Dạ. Anh, bưng ra giùm em đi. Nóng quá. Đây, của con đây. Dạ, cảm ơn ba. Na. Dạ. Lên kêu cậu xuống ăn đi con. Dạ. Cậu Lâm ơi, cậu Lâm. Sao con? Cậu Lâm, mẹ kêu cậu xuống ăn bún. Thôi, lát nữa cậu xuống ăn sau ha. Dạ. Rồi, ngoan quá. Thơm quá. Thơm quá. Ăn đi con. Dạ con ăn nghe mẹ. Chào cả nhà. Chà, ngon rồi nha, thơm rồi nha. Sao? Đang viết kịch bản mới hả? Dạ. Ăn đi, hôm nay mẹ đãi chị, em ăn ké đó nha. Ủa, hôm nay mẹ đãi cho chủ gì? Chị hai con được lên chức trưởng phòng rồi đó. Trời ơi, chị giỏi quá nha. Con đường thăng quan tiến chức của chị thật là đáng ngưỡng mộ, bái phục, bái phục. Chỉ là trưởng phòng thôi, có gì đâu mà ghê gớm. Em á, cứ cố gắng phấn đấu. Anh sẽ đầu tư cổ phần để em trở thành cổ đông trong công ty luôn. Anh cứ tính toán đi ha. Cho con nè. Ôi, con không ăn cục này đâu. Cục này bự hơn nè. Con không chịu nổi sớm, để mẹ đi chờ nấu thêm nhiều món nữa. Thôi, con no lắm rồi. Mẹ mà nấu nữa, con ăn không nổi đâu. Đúng rồi. Chị Hân sao mà đãi chầu xoàn xỉnh vậy được. Chị Hân là phải đãi một chầu thật là hoành tráng. Đúng không? Hoành tráng. Thằng đi. Thôi, được rồi. Để hôm nào con rảnh, con mời cả nhà đang nhà hàng. Nhà hàng á mẹ. Được. Anh, xong chưa? Xuống ăn sáng. Xong rồi. Tối nay anh về sớm nghe. Em có đặt 2 vé đi coi hòa nhạc lúc 7 giờ.
Thôi em đi một mình đi. Mấy dòng nhạc đó anh nghe anh không cảm được gì hết á. Sao mà em đi một mình được? Hay là anh chở em tới, rồi em đi taxi về. Vậy em khỏi đi luôn. Chứ lâu lâu rảnh được một bữa, anh không đi được thì thôi. Thôi giờ vậy nghe. Anh với em trao đổi. Anh sẽ đi với em tối nay. Còn tối thứ bảy em sẽ đi với anh. Tối thứ bảy? Ừ. Tối thứ bảy? Nhưng tối thứ bảy em phải gặp đối tác bên sinh rồi. Thấy chưa, có lần nào á em đi chung với anh đâu. Nhưng mà làm sao đánh đồng được? Em bận công việc, còn anh rảnh nhưng mà anh không có đi. Thôi không tranh luận nữa, anh thua anh thua. Anh nhanh đi, để em xuống coi bé Na ra sao đã. Tại em á, lúc nào cũng lý lẽ hết. Con đi nha em. Chào sếp. Nè Mỹ Xuân. Chào anh. Tân tới chưa em? Dạ tới rồi hả anh. Anh. Chiều nay em nạp bản vẽ của bên công ty Phúc Kiến luôn nha. Anh biết rồi. Lát nữa anh đưa file cho em, em in ra rồi mang sang cho người ta. Dạ. Em nói với họ là anh bận đi công trình nha. Dạ em biết rồi. Một tiếng nữa họp nha. Dạ ok anh. Ê, tôi hỏi cậu nè, ở cái công ty này ai là giám đốc, ai là thư ký hả? Ông nói tôi nghe coi. Chuyện gì vậy? Thì cái cô em họ của ông đó hả? Tôi nói cái gì cũng cãi, nói cái gì cũng cãi. Tôi kêu đi sửa cái mình thôi. Việc đó đơn giản vậy, không lẽ tôi phải làm hả? Tôi thấy cũng hơi lạ nha, hai người cãi nhau hoài à. Trời ơi, ông tưởng là tôi rảnh lắm hay sao mà lại đi hơn thua với nó. Nói thiệt, tôi ghét nhất là cái tánh của nó cứ ra vẻ ta đây. Đúng là cái đồ phách lối thiệt. Tôi nhớ lúc mới vô á, ông khen Mỹ Xuân được lắm mà. Sao bây giờ mở miệng ra kêu là nó nghe mất tình cảm quá vậy. Tôi nói thiệt với ông nghe, nếu như cô ấy không phải là em của ông, tôi quyết đuổi thẳng cổ. Tôi đi ạ. Nè, đi đâu vậy? Đi sáng, ông đi không? Thôi, ngồi xuống đi. Tôi ăn sáng ở nhà rồi. Người với ông á, sướng thiệt. Có vợ, lo lắng cho từng ly từng tí, nấu cho ông ăn. Nói thiệt á, ước gì tôi được như ông. Ai kêu không chịu lấy vợ đi. Nè, tôi thấy Mỹ Xuân cũng được lắm đó. Hay là cậu tiến tới với nó luôn đi. Thôi, ông cho tôi xin đi. Tôi có nguyên tắc của tôi. Quan điểm của tôi là con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Không bao giờ mà tôi dám rớ tới. À. Thôi nói chuyện với ông mệt quá, tôi đi ăn sáng nha. Giờ sao? Tôi biết là tôi có cúi xuống lụm giùm cô á, thì cô cũng chửi tôi. Thôi bây giờ cô tự lụm đi. Cái gì vậy? Người gì đã mất lịch sự vậy? Người gì đâu á? Anh Hưng, số liệu em tổng hợp cho anh xong rồi nè. Làm gì nhìn em dữ vậy? Nhìn em anh mới nhớ câu nói là thương nhau lắm, cắn nhau đau.
thường thường á, người ta hay gây lộn á, gây quá trời luôn, gây cho đã xong rồi đến với nhau. Thôi thôi đi, mày đặt phim Hàn Quốc nữa chứ. Em nói thiệt với anh nha, ai chứ cái ông Tân đó đó thì nên tránh xa em ra đi. Đàn ông gì mà nhỏ mọn khó xài. Có gì đâu mà sợ. Hắn á mà nhỏ mọn á, em cho cái mỏ nó nhọn cho anh. Trời ơi mệt quá, còn giỡn nữa chứ. Thôi đi chuẩn bị cuộc họp nha. Ừ. Đợt vừa rồi tôi có khảo sát công trình ở Huế, tôi thấy nó không ổn. Tại vì tiến độ thi công rất là chậm. Nếu sắp tới không để nhanh được, tôi bắt buộc phải đổi người quản lý ở Huế. Tôi á thì tôi đóng đô ở Sài Gòn rồi, tôi không có đi Huế đâu. Nếu như vậy tôi sẽ đi. Ủa, nhưng mà còn chị Nhã Hân và bé Na thì sao? Công trình đó là phải mấy tháng mới xong á. Đàn ông độc thân, không vợ, không con, không gì vướng víu thì đi xa một chút có sao đâu. Mệt. Làm xây dựng mà không chịu đi công tác. Trọng Hưng nè, tôi nói cho cậu biết nha, ở trong cái phòng họp này hiện giờ có tới 3 giám đốc lận. Ê. Nhưng mà tôi thấy không nhất thiết là phải đổi quản lý. Vấn đề nằm ở chỗ là thợ thiếu, và số đang làm thì lại tăng giá, đòi thêm suất ăn. Dạ đúng rồi đó anh, thợ xây bây giờ họ biết giá nên cứ hay đòi hỏi. Giá vật liệu đang tăng so với lúc ta nhận thầu, tính ra là đã lỗ. Bây giờ lại đòi tăng thêm suất ăn cho thợ, tôi thấy chuyện đó không được hợp lý. Lâm, dậy đi con. Mẹ. Hôm nay con không đi học à? Cho con ngủ xíu đi mẹ. Sao mà ngủ dữ rứa. Dậy, ngủ dậy xíu thôi mà. Ngày nào cũng để mẹ gọi rửa là sao? Ngồi dậy, lè lên. Mẹ ơi, nghệ sĩ không ai làm việc trước 10 giờ sáng đâu. Với lại tối qua con thức khuya hoàn thành kịch bản mẹ ơi. Con đó, con coi lại lịch làm việc của con đi, sắp xếp làm sao cho hẳn khóa học một chút. Cứ thức đêm nhớ rửa, có ngày thành công cụ cho coi. Dạ con biết rồi mẹ. Ôi trời trời trời, thôi 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 thôi, lợn rồi đừng măng nụng nữa mà. Xuống nhanh nha. Dạ yes. Mẹ xuống đi. Mẹ, con đi học nha mẹ. Ừ, đi đi con. Bye bye mẹ. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Alo. Em đây. Em xin kỳ kỳ rồi, chúng ta hãy chia tay nhau đi. Em không muốn tiếp tục lừa dối của anh nữa. Em nói gì kỳ vậy? Mới hôm qua không sao, mà hôm nay em lại suy nghĩ linh tinh được rồi. Em không thể tiếp tục sống trong tội lỗi như vậy nữa. Em à, có chuyện gì từ từ giải quyết. Anh đang họp, anh sẽ nói chuyện với em sau nghe. Không, em chịu đựng như vậy là đủ rồi. Tụi mình phải dứt khoản thì em mới thanh thản được. Em nói dứt là dứt được à? Còn con của anh thì sao? Alo. Alo.
À, tôi xin lỗi. Nãy tôi đã tới đâu rồi? Chúng ta đang tiếp tục nói về các giải pháp để tháo gỡ tình hình chậm trễ tại Quế. À, việc này coi như Tân sẽ phụ trách và tiếp quản giùm tôi nghe. Giải pháp như thế nào á, các cậu chốt lại rồi báo cáo với tôi. Tôi xin lỗi. Đi lẹ lên. Nè, ngồi đây. Được rồi, tôi cảm ơn. Gai lăng luôn đó. Vô lẹ đi ông. Tụi mình kêu nước đi. Ê, rồi, có kỹ thương quá mày. Phục vụ tới rồi. Thằng quỷ. Dạ anh chị uống gì ạ? Một cam ép. Dạ. Nước cam. Còn anh ly cà phê. Anh cũng vậy. Dạ. Nè, đọc kịch bản đi. Ừ, tao đang coi nè. Hai bay bàn chung đi. Lo đọc đi. Theo tôi á, là nên đẩy tình huống này lên nữa đi. Ý bà là sao? Phải cho nữ chính á, thiệt là đau khổ, rồi dẫn đến hành động ngông cuồng luôn. Sao? Mấy người thấy sao? Được không? Tôi sao cũng được. Tôi thấy có gì đâu. Nên nhớ nha, sản phẩm này mình đã xin nhà tài trợ rồi. Cho nên mình phải viết cái gì có cảm xúc thật một chút. Đâu cần thiết phải viết những cái tình huống gì đó ly kỳ lắm đâu. Ông đúng là trẻ con thiệt luôn á. Y như là mấy đứa con gái mới lớn á. Bớt kiểu nói móc đó đi nha. Im. Ê, nghe tao nói nè. Tụi bay á, viết phim về người trẻ hay viết phim về trẻ con vậy? Mày hay lắm. Thôi, tụi mình á, tất cả là đàn ông đúng không? Thì cứ thoải mái thể hiện quan điểm đi. Có gì á, tôi sẽ tóm lại cho. Wow, mày thiệt là vĩ đại. Đàn ông á. Tôi thấy mày đàn ông á. Được. Rất là men luôn á. Men lắm á nha. Tôi nghe bạn tôi nói chỗ đó ngon lắm. Em, chút nữa đem hồ sơ cho chị nha. Dạ biết rồi. Chị Hân vô kìa. Alo. Dạ, chị Linh hả? Hàng của chị dự kiến vào sáng mai, 10 giờ sáng mai sẽ đến. Dạ, khi nào hàng đến và có thông tin chính xác thì bên em sẽ gửi thông báo qua cho bên chị. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Alo. Dạ. Dạ, dạ sao? Dạ dạ, dạ dạ dạ. Chị Nhã Hân ơi, bên công ty kia họ báo á là lô hàng đồ gỗ đóng thùng sai quy cách nên bị đổ ra. Nhưng mà bây giờ trễ chuyến quá rồi chị. Sao vậy Dũng? Ủa? Sao kỳ vậy chị? Em nhớ lúc đóng đơn hàng là có đối tác nữa mà. Hay là lúc do vận chuyển làm rơi? Thôi được, mình ra cảng coi đi em. Dạ. Em chào chị. Dạ chào chị. Hàng sao rồi? Dạ hàng nặng quá chị ạ. Cái kiện nó chịu không nổi. Hôm qua em thấy em đã nói rồi. Dạ vì em muốn gom lô hàng này cho gọn lại để giảm số khối, đóng chung một container với chuyến vào ngày mai luôn chị. Tại vì vào lúc chót em lấy thêm được hợp đồng với công ty may mặc. Chị nhớ là khách hàng đã từ chối rồi mà. Thời gian thì gấp mà mình hết chỗ rồi. Lần sau em không nên nhận hàng của khách vào phút chót, như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới dịch vụ của công ty. Dạ nhưng mà đây là khách hàng tiềm năng mà chị. Có lần này còn lần sau nữa chị à. Rồi cuối cùng thì sao? Dạ cuối cùng em phải để lô hàng đồ gỗ rớt lại. Em kiểm tra lại tất cả các kiện hàng, rồi sắp xếp xem chuyến tàu nào sớm nhất và lúc mấy giờ để báo lại cho khách hàng. À, chị, hay là mình được báo cho người ta biết đi chị. Lỡ họ bắt mình bồi thường hợp đồng thì sao ạ? Rồi tàu đến trễ 1-2 ngày thì em giải thích như thế nào với khách hàng. Em lựa lời để giải thích cho khách. Bên mình sẽ cố gắng bắt kịp tàu nối theo đúng lịch trình của tàu. Công ty mình có uy tín trên thị trường. Em không thể vì lô hàng này mà làm ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty được.
Hưng. Ủa, bộ ông có chuyện gì sao? Sáng giờ tôi để ý rồi, ông cứ đi lại rất là lo lắng. Nếu có chuyện gì á thì nói với tôi, biết đâu tôi có thể giúp cho ông thì sao? Không có gì đâu. Thôi, ông ngồi đây nha, tôi đi trước nha, có gì tôi gọi sau. Cái này chị giữ đi, lát nữa người ta lại lấy, chị giao giùm em nha. Dạ. Cảm ơn chị. Mỹ Xuân nè. Gì vậy? Em ngồi xuống đây đi, anh có chuyện muốn nói với em. Ngồi đi. Có chuyện gì vậy? Mấy bữa nay em có thấy nhà Trọng Hưng có chuyện gì không? Hai vợ chồng cãi lộn với nhau phải không? Anh thấy thái độ của nó lạ lắm luôn á. Không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì thiệt hả? Mà làm sao em biết chắc là không có? Em được mệnh danh là cô em hỏi nhiều chuyện trong cái ngôi nhà đó, cho nên á, có chuyện gì em phải là người biết trước tiên. Anh cứ yên tâm đi. Biệt danh là cô em hỏi nhiều chuyện. Ừ. Chị có vậy mà cũng tự hào nữa hả? Sợ thiệt. Nếu mà như vậy á, sau này có chuyện gì đừng hỏi em nữa nha. Mỹ Xuân, anh giỡn mà. Mỹ Xuân. Trời, lâu quá vậy bà. Mệt quá. Cho hỏi tôn nữ Nhã Hân là ai? Dạ tôi ạ. Mời chị đi theo tôi. Trời, nãy giờ mấy tiếng hồ lâu quá. Alo. Em ơi, anh có cuộc gặp đột xuất với đối tác, chiều nay em đón bên này giùm anh nha. Ừ, anh có việc thì cứ lo đi. Bà tới lâu chưa? Trời ơi, tới từ nãy giờ mà chờ đợi vô đi nè. Thôi ráng đi. Ôn nì, vợ chồng thằng Hưng có về không hề? Răng tờ chừ mà chưa nghe đồng tình chi hết. Không lẽ hằng nói không về là không về thiệt à? Bà muốn biết thì gọi cho hắn. Có chi mà đoạn già đoạn non về? Dẫu vậy chắc con, biết ngày dỗ của nhà chồng thì phải gọi điện về mà hỏi han để thu xếp mà về chứ. Đằng này hắn nín luôn, ai mà nhắc cho hoài. Thì bà gọi cho thằng Hưng, hồi nọ lần nữa coi. Cái ní là do con vợ hằng sủi đó, chứ không có ai hết. Cái thằng to đầu mà dài, là đàn ông mà cứ để vợ cầm cương. Bà còn nói con Hưng rửa hoài, cho nên nó có ở được với bà đâu. Tôi là đàn bà, tôi biết lòng già đàn bà mà. Ông á, suốt ngày cứ chăm chăm vô cái gia phả thì ông biết cái chi. Mà ôn vẽ làm chi cho uổng công. Con Hưng á, nó cứ chịu đẻ nữa đâu. Tới đời của thằng Hưng á thì tuyệt từ rồi. Ôi trời, gọi điện cho nó đi. Ăn nói cái chi mà độc mồm độc miệng rứ. Ôn có giỏi thì ôn nói con Hưng đẻ đi. Alo, Hưng hả con? Khi mô con về, mai là tới ngày dỗ ôn nồi rồi đó. Mà biết rồi. Nhưng con phải nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho điều đồ con hệ. Hắn đang ở ngoài công trình. Vợ chồng con cái không có đứa mố về hết. Con và chặn cãi. Na. Mẹ. Ba đâu mà không rước con hả mẹ? Ba bận đi gặp khách hàng rồi, con chờ mẹ có lâu không? Dạ không, lâu rồi mẹ không đón con nữa nha. Mẹ xin lỗi, thôi mình đi nha con. Dạ.
Sao em không nghe điện thoại của anh? Anh vẫn giữ quãng điện của mình. Nếu em không nghe máy, anh sẽ ra Huế gặp em. Dạ, con nghe nè mà. Mai định dỗ rồi, vợ chồng hai đứa sắp xếp khi mô về. Dạ, con... Nè nè, dỗ một năm có một lần thôi. Cố gắng về một bữa, nó vô liền cục được con ấy. Dạ, 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 dạ con biết rồi. Dạ, để con tỉnh lại. Ừ. Con vẽ xong rồi. Uống sữa đi con. Dạ. Để mẹ xem. Bé Na của mẹ dễ đẹp ha. Dạ. Uống hết đi con, rồi đi ngủ. Dạ. Anh không nên gặp em nữa. Em không muốn vì em mà gia đình anh tan vỡ. Em đừng gây áp lực cho anh nữa. Anh hứa, Nhã Hương sẽ không bao giờ biết mối quan hệ của chúng ta. Nhưng Nhã Hân là bạn thân nhất của em. Em không thể lừa dối cô ấy. Anh hãy buông tha em đi. Cho thêm bia đi. Dạ. Mẹ đọc chuyện ngày hôm qua cho con nữa đi. Chuyện với mẹ ngày hôm qua đó. Thôi, khuya rồi, ngủ đi. Thôi, một chuyện thôi. Thôi được rồi, mẹ đọc xong là con phải đi ngủ đó nha. Dạ. Họ nhà Dế thường sinh sống ở gian bãi cỏ rộng cạnh hồ nước, cảnh đẹp và thoáng. Lúc đó, mẹ chúng tôi sinh được cả thảy ba anh em. Chúng tôi chỉ ở với mẹ được hai hôm. Các con phải sống độc lập cho quen. Phải như vậy để các con tự kiếm ăn cho thành thạo việc đời. Con cái mà cứ nhong nhóng ăn bám vào bố mẹ thì xấu lắm. Tới hôm thứ ba,
Anh ơi, anh ơi, anh ơi, quán em sẽ đóng cửa. Anh vui lòng thanh toán tiền giùm em.